Cái này cái rừng Nugo Công nha mấy bạn. Cái này đẹp lắm mấy bạn. Rừng này là mình chúc mình diễn tả làm sao cái rừng này nó có giá. Với lại cái rừng này rất là giá trị nha mấy bạn. Nếu mà theo đường dài nha. Cây này rừng già dữ lắm rồi. Tay cành nó cũng bự rồi bạn. Hai cây này là hai cây giấy làm sao họ làm cao quá tôi cắt bỏ. Bỏ làm lại nên mất mấy chỗ cành ở trên. Họ làm cái tông cao quá tôi không ưng ý. Cắt lùng lại những cây nó mới đẹp. Làm cái cao như đây nè, rồi bắt cành vô nhìn nó sao sao đó. Cây này nhìn nó hay lắm mấy bạn. Những anh em nào thích chơi cây đơn chứ riêng mình đó nha, mình chỉ thích dạng rừng. Sau này phối cảnh với lại những cái tông mà nó lạ lạ nha. Còn nói thẳng như cây bài thì giờ nó bắt mắt lắm, một số anh em rất là thích cây bài. Nhưng mà nói thẳng là mình không thích lắm. Cây bài là mình không có ưu tiên bằng những cái cây dạng rừng với lại dạng cây lạ lạ nha, cây quái nha. Những cây đó là theo thời gian là mình sẽ không bị lỗi thời. Cái rừng này hay lắm mấy bạn ơi. Cái rừng này tại sao hay mình nói là nó đây là cái rừng trên cây. Hôm nay mình bán hai cái rừng độc đáo luôn. Giống như hàng ngàn cây mới có một cây đó mấy bạn, chứ không phải đơn giản đâu. Cái cây này là nó té ngang mấy bạn. Từ ở nhà dân, mình nghĩ là từ nhà dân rồi khai thác. Nó té ngang nè bạn, nó té ngang. Cây này là cây mẹ nè. Từ cái gốc là chỗ này nè, nó té ngang chỗ này nè. Chút mình quay ra mặt lưng rồi các bạn thấy. Bự lắm mấy bạn ơi. Thấy tôi đo chiều dài của cái cây nè. Cây này không phải đơn giản mà tự nhiên mà có đâu nha các bạn. Cái rừng này nó đẹp. Nó té ngang các bạn, nó té ngang rồi nó ngóc cái đầu lên nè các bạn. Rồi những cái cây này nó nhảy theo thời gian nè các bạn không? Thấy không? Trời ơi, cái này là thiên nhiên tạo chứ con người không có làm nổi các bạn. Con người mà muốn làm một cái rừng này là mấy chục năm á. Nè, mình quay cái mặt sau cho các bạn biết nè. Nó rừng trên cây nha mấy bạn. Một cái dải rừng y như một chiếc tàu luôn. Cây này nó giống như một chiếc tàu bạn không. Quay xa ra cho các bạn coi nè. Trời ơi, nó y như một chiếc thuyền nha các bạn. Nó ngộ thiệt là ngộ luôn. Cây này đẹp lắm. Cái phong mặt chính mà nó không đẹp bằng cái phong mặt sau nữa. Rừng trên cây nè nha các bạn thấy không. Dạ các bạn hiểu sao rừng trên cây chưa. Rừng của mình là có ba dạng nha. Rừng Mai Vĩnh Thủy là có ba dạng nha. Cái rừng nó mọc từ cái rễ. Với cái rừng là người ta ghép cây đơn vô mấy bạn. Người ta lấy cái những cây đơn rồi người ta ghép vô. Rồi cái rừng còn lại là cái rừng trên cây nè. Cái rừng trên cây là cái rừng giá trị nhất trong ba cái rừng đó nha các bạn. Những cái rừng mà mọc từ cái rễ ra là thời gian là nó nhảy ra rồi cái cây nó lớn là nó lẹ lắm. Còn cái rừng mà mọc từ một cái cây mẹ mà nó vô tình nó té ngang nè các bạn. Chỉ có ngoài tự nhiên mới có thôi, không sao mà mình kiếm được hết đó. Còn như mình làm là không ai mà tự nhiên mà cố tình mà làm ra được một cái rừng gì á, không ai. Tôi bảo đảm luôn không người thợ nào cố tình làm ra được cái rừng gì á. Rừng trên cây nha các bạn. Còn như mấy cái bụi mà nó lên dưới gốc rồi nó nhảy ra cái đó là không có kêu được cái rừng nha các bạn. Đó là kêu bụi lùm gì đó chứ không phải cái rừng đâu nha. Có một số người lên nhiều khi bán kêu cái đó cái rừng, không phải cái rừng. Rừng thì nó phải có một cái khoảng không. Nó có khoảng không cây này cây kia nó có khoảng cách rồi nó thưa cây ra nhìn cái nó như một cái rừng rồi nó mới đẹp với lại nó mới đẹp. Còn như cái kia là từ một góc mà nó nhảy lên chia cái đó không phải kiểu rừng nha các bạn. Đừng nhầm tưởng nha, nhiều khi mình nhầm tưởng cái đó là kiểu cái bụi cái lùm gì đó, chứ đâu không phải kiểu rừng được. Còn như rừng Mai Vĩnh Thủy này là thường là nó có ba dạng đó. Người ta ghép cây đơn vô tạo một cái rừng. Hoặc là tạo một cái cánh rừng gì đó. Rồi cái rừng mà nó với lại một cái rừng là nó nhảy từ cái rễ ra. Mai Vĩnh Thủy là đặc trưng là chuyên gia nó nhảy từ cái rễ ra mấy bạn. Cái rễ kế tiếp rồi nó nhảy lên một cây rồi nó ra cái rễ kế tiếp rồi nó nhảy lên một cây. Tạo nên một bụi. Một bụi rừng. Rồi nhảy ra. Còn cây này là từ một cây mẹ. Cái mẹ này nha các bạn. Nó nhảy ra thành một cái, thấy không? Nhảy ra thành một cái cây con. Nó nhảy lên nó, thấy không? Giống y như một chiếc tàu luôn các bạn. Y như một chiếc thuyền bơm á. Nhìn nó hay lắm nè, phải không? Nó dài lắm nha, nó bự lắm nha, cây mẹ nó cũng bự lắm á. Cây này là hàng chục năm mình mới được một cái cây vậy, chứ không phải đơn giản đâu. Trời ơi. Đó. Cái mặt trước mà nhiều khi nó không độc lạ bằng cái mặt sau các bạn thấy không? Y như một chiếc thuyền bơm, phải không? Y như một chiếc thuyền mà bị lạc ở đâu trên quan đảo á. Rồi xong mất tích. Đây là tôi đặt là giống như một chiếc thuyền mất tích. Nhìn nó bị cũ kỹ rồi nó quan phế y như một con tàu ma vậy bạn, y như cái phim liên tưởng vậy luôn á. Trời ơi, nhìn nó ngộ ngộ rồi sao á.
tự nhiên một con thiền bừa mà bị lạc, tự nhiên mình có phim nha, rồi giờ nó quang phế ghê không, u nần nó quang phế ghê không, trời ơi cây này quá độc lạ luôn. Cái rừng này mà thấy không, lạ quá lạ luôn, hàng trăm cây mới có một cây, mình khẳng định luôn, hàng trăm cây mới có một cây giống vậy. Ai mà kiếm được một cái rừng nói chung là mọc từ trên cây lạ đẹp đẹp nha. Cái này là cũng hơi bị cực à. Tại cái cây đơn thì mấy bạn kiếm nhiều lắm. Cái cây mà dạng rừng các bạn. Dạng rừng mà rừng trên cây thì khó kiếm các bạn ơi. Lâu mới thấy xuất hiện thôi. Là nhiều khi có mấy cây không đẹp đâu tôi cũng không lấy. Cây nhiều khi nó không vô hệ mình thấy sao sao đó. Nhìn cái mặt này mình thấy không? Y như một con tàu nó bị lạc đâu giữa quan đảo vậy đó. Quan phế u nần cục bỏ quan. Tác phẩm này chắc được đặt là con tàu ma quá. Y như phim nha. Tôi mà làm tác phẩm y như mấy anh em Hà Nội tôi đặt cái cây này là con tàu ma quá. Y như câu phim ma vậy đó. Trời ơi. Con tàu ma nha mấy bạn. Thôi đặt tác phẩm này là con tàu ma đi. Con tàu ma nha các bạn, Gò Công nha, quá độc. Anh em nào mà sở hữu nó thì phải giá nó phải cứng một tí nha. Nói chung đồ độc lạ thì nói chung là mình phải, nói chung không phải giá thị trường thì nói chung mình giá nó nhỉnh hơn chút. Tùy bán những cây độc lạ thì bán theo sở thích thôi các bạn. Nói chung cũng so với những cái giá đó mấy chục năm mà bán giá vậy là ok. Độc lạ. Con tàu ma. Tác phẩm Mai Dương Thị.